Bao nhiêu phần trăm mọi người làm những điều này? Niềng răng mình thấy cũng khá phổ biến á. 100 người chắc đâu đó cũng phải có quanh quanh 10 người. Tầm 10%. Ồ, 33% dân số niềng răng á. Đeo kính thì chắc chắn là nhiều hơn niềng răng rồi. 70% dân số. Wow, 70% dân số đeo kính thiệt nè. Đã kết hôn. Trẻ em, những người độc thân. Đã kết hôn khoảng 60%. 65%, trời lệch một chút xíu. Tái chế, bao nhiêu phần trăm rác được tái chế? Mình nghĩ là nhiều á, tại mua ve chai này kia mà. Mình nghĩ là khoảng 55%. Ồ, chỉ có 32% thôi. Mình là hơi lạc quan rồi đó. Có bằng đại học. Trời ơi, nhắc tới đây mình thấy là ngày càng nhiều bạn là không có lựa chọn học đại học nha. Ít bằng đại học là ảnh hưởng đến tương lai của đất nước nói chung đó mọi người. Bằng đại học mình nghĩ là 70%. Hả? Mình quá lạc quan thiệt rồi. Chỉ có 7% dân số thế giới là có bằng đại học thôi. Vậy là các bạn biết ở rất nhiều nơi trên thế giới không có điều kiện để học được như Việt Nam chúng ta đâu. Có hình xăm, mình thấy là ngày càng phổ biến. Chứ đến 40% dân số đi. Ồ, 20% dân số. Ở đây bạn vẫn còn là một người trong trắng chứ.